Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình vừa rồi thì diễn đàn đã nhận được khá nhiều lượt bình luận, trong đó chủ yếu là những bình luận có chung dòng suy nghĩ, cùng chung quan điểm với diễn đàn. Diễn đàn cảm ơn rất nhiều ạ. Tuy nhiên thì cũng có một số bình luận tỏ ý không hài lòng về cái cách xưng hô của diễn đàn đối với ông Minh Tuệ. Trong đó thì có vài khán giả yêu cầu diễn đàn 26 rằng đó cần phải gọi ông Minh Tuệ bằng thầy, bằng sư hoặc là bằng ngài. Nếu như mà không công nhận là sư thì gọi bằng ông cho nó có văn hóa. Họ có ý như vậy. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, thì tôi cũng không hiểu những người này góp ý hay là dạy cho diễn đàn 26 về cái cách xưng hô thế nào cho có văn hóa. Tôi xin được tranh luận. Tôi không hiểu các bạn trước khi dạy cách ứng xử cho diễn đàn 26 đó, thì các bạn có tìm hiểu kỹ về điều mà mình dạy cho người ta chưa ạ? Tôi xin hỏi các bạn nha. Thế các bạn hiểu như thế nào, biết ý nghĩa như thế nào của cái chữ thích trong Phật giáo không ạ? Chữ thích là tên viết tắt của Phật Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập ra Phật giáo. Chữ thích còn là từ để biểu thị là người tu hành Phật giáo, hoặc cũng được hiểu như là gì ạ? Như là nhà sư. Như vậy khi diễn đàn gọi Thích Minh Tuệ thì phải hiểu rằng diễn đàn đã gọi là người tu hành Minh Tuệ. Người tu hành Minh Tuệ. Cái chữ thích chính là người tu hành. Là người tu hành, thưa quý vị. Hoặc cũng có thể hiểu rằng đó, diễn đàn đã gọi ông Minh Tuệ là nhà sư Minh Tuệ hoặc là sư Minh Tuệ. Vì chữ thích cũng được biểu thị, nó cũng có ý nghĩa là nhà sư, cũng ý nghĩa nhà sư. Có vị nào mà góp ý cho tôi đó về văn hóa ứng xử nên gọi là ông Thích Minh Tuệ hoặc là ngài Thích Minh Tuệ, thì qua cái giải thích này đã hiểu chưa ạ? Khi đã gọi là Thích Minh Tuệ thì không nhất thiết phải xưng hô là ông hoặc sư hoặc là tu sĩ nữa. Tuy là không sai, nhưng xưng hô như vậy, thưa quý vị, nó sẽ thừa, nó không cần thiết. Tôi nói ví dụ nha. Ví dụ gọi là sư Thích Minh Tuệ thì khi nghe có vẻ dễ chịu đấy. Nghe thì dễ chịu và có vẻ như là nó đầy đủ. Nhưng nếu như mà phân tích ngữ nghĩa ra đó thì nó sẽ là sao ạ? Nó sẽ là sư sư, hoặc đầy đủ hơn nữa thì nó sẽ là sư nhà sư Minh Tuệ. Nếu như mà quý vị gọi rằng là gọi là sư Thích Minh Tuệ thì khi mà chúng ta phân tích ngữ nghĩa ra, ghép nó lại thì nó sẽ là sư nhà sư Minh Tuệ. Đúng không ạ? Nó không sai, thưa quý vị, tôi không nói rằng nó sai. Nó không sai nhưng nó sẽ thừa, nó sẽ thừa. Tuy nhiên thì cũng phải công nhận rằng đó, trên thực tế thì nhiều người gọi như vậy, nhiều người gọi như vậy. Thậm chí có người á, gọi là sư thầy Thích Minh Tuệ nữa. Thôi thì cũng chẳng sao đâu, thưa quý vị. Cũng chẳng sao, thà dư hơn thiếu, phải không ạ? Thà dư hơn thiếu. Trở lại các cái chương trình của mình á, nói về ông Minh Tuệ đó, thì diễn đàn có lúc gọi là ông Minh Tuệ. Thì cách gọi này là chuẩn đấy, thưa quý vị, chuẩn. Có lúc gọi là Thích Minh Tuệ, cách gọi này cũng chuẩn, thưa quý vị, cũng chuẩn. Cũng có lúc thì diễn đàn gọi là ông Thích Minh Tuệ, hiểu là được, hiểu là
ông sư hoặc là ông tu hành minh tuệ. Cái cách gọi này theo là gọi theo thói quen thôi thưa quý vị, nhưng mà nó không sai, nó không sai, nhưng cũng phải công nhận rằng nó không chuẩn. Không sai nhưng mà không chuẩn. Như vậy thì diễn đàn 2016 gọi ông Minh Tuệ là Thích Minh Tuệ. Có lúc thì gọi ông Minh Tuệ, có lúc thì gọi là Thích Minh Tuệ. Thì cơ bản thưa quý vị, cơ bản diễn đàn 2016 đã đảm bảo được cái văn hóa trong ứng xử, đảm bảo được văn hóa trong ứng xử, chứ không phải là thiếu văn hóa hay là chưa được văn hóa như một vài comment đã dạy cho diễn đàn 2016. Từ phân tích trên đó, thì diễn đàn 2016 xin phép phản biện lại những comment đã dạy cho diễn đàn cái cách xưng hô, và xin được giữ nguyên cái cách xưng hô mà diễn đàn 2016 đã xưng hô với ông Minh Tuệ. Kính thưa quý vị, có vài ba comment cho hay đó là hơn 100 công an ập vào bắt bớ buộc Thích Minh Tuệ phải dừng đi bộ chứ không phải là tự nguyện. Cái lời bình luận này đó, thì theo tôi đó thì được lấy từ nội dung của cái kênh của đài Á Châu Tự Do RFA thưa quý vị. Đài này thì đưa hình ảnh lời nói của một người tự xưng là thành viên trong đoàn đi của ông Minh Tuệ. Quý vị hãy nghe người này nói nha. Quý vị hãy nghe. Học Phật thì không được nói dối, học Phật thì phải được nói hai lời. Thì con thường xin thưa là A Di Đà Phật, trên đường bọn con đi từ Thị Tân Hà Tĩnh đi qua Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, nhưng mà khi tới Quảng Bình á thì là được các quan chức năng là chăm sóc trên đường đi, lo lắng trên đường đi, cứ nghĩ là đó là một phẩm chất tốt đẹp của người công an nhân dân. Nhưng mà khi mà bọn con tới gần cái trung tâm của Huế á, thì trong đó là sắp xếp cho bọn con gọi là địa điểm ăn, có một đường vô thôi. Sau đó thì đến gần 1 giờ sáng thì gần 300 chiến sĩ cơ động của PC02 và PC04 ập vào, và kèm một người là 1 đến 2 người bị trói tay, người thì bị còng. Bọn con không biết là bọn con phạm cái tội gì, nhưng mà đưa bọn con lúc đó là đưa bọn con lên xe, là đưa cho thầy Minh Tuệ đi xe riêng, bọn con đi xe riêng. Một người là một xe là tầm mười mấy người đấy, là đưa bọn con là đi qua tỉnh Đà Nẵng rồi đi vô tới Quảng Ngãi. Thì là mời bọn con làm việc, nhưng mà mời thì không có giấy mời đâu, là đưa, nhưng mà chả thấy phổ biến gì cho bọn con, để con bọn con giải tán hết. Ông này nói rằng là khoảng 1 giờ sáng có gần 300 chiến sĩ cơ động PC02 và PC04 ập vào rồi bắt lên xe, trong đó có mấy người là coi như bị trói, bị còng. PC02, thưa quý vị, PC02 là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, gọi tắt là phòng cảnh sát hình sự thưa quý vị, thuộc cơ quan cảnh sát điều tra của công an cấp tỉnh. Rồi PC04 là viết tắt của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nó cũng thuộc cấp tỉnh thưa quý vị. Xin lưu ý với quý vị, trong cái lời nói mà được Đài Á Châu Tự Do truyền tải trên sóng của mình và được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội YouTube đó, thì có mấy vấn đề cần lưu ý như sau. Thứ nhất thưa quý vị, cái người nói trong clip này á, về mặt hình ảnh, về mặt chân tướng thì thưa quý vị, nó đã để lộ ra trên cái cánh tay hình xăm trổ,
Mà theo diễn đàn 26 thì cái ông này đó, nó không giống là người tu hành, không giống người tu hành. Thưa quý vị để ý xem. Cái thứ hai, thưa quý vị, thứ hai, ông này nói rằng là 1 giờ sáng. 1 giờ sáng. 1 giờ sáng thì chắc chắn nơi ông ta và những người trong đoàn ngủ nghỉ, cái nơi đó sẽ không có điện, không có đèn. Mà không điện, không đèn thì thưa quý vị, trời sẽ tối đen như mực, đúng không ạ? Trời tối đen như mực thì làm sao ông ta đếm được là có tới gần 300 chiến sĩ công an với cái lực lượng là cảnh sát cơ động rồi BC02, BC04 ập vào. Tôi lưu ý rằng đó, cái con số gần 300 cảnh sát, 300 chiến sĩ cảnh sát cơ động BC02, BC04 là con số không hề nhỏ. Cho nên tôi đề nghị là quý vị lưu ý cái chi tiết này. Trời tối đen như mực thì làm sao mà có thể đếm được gần 300 con người? Vô lý, đúng không ạ? Rồi thứ hai, thứ ba, ông ta nói rằng cứ 2 cảnh sát thì kèm 1 người, rồi sóc nắp 1 người vậy đó. Với gần 300 cảnh sát thì phải sóc nắp gần 150 con người. Đó là tôi nói rằng là coi như là 2 người là 1 ha? Chứ còn là ông nói là cũng có là 1 người nữa. Cứ 1 người thì kèm 1 người. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng ngoại trừ ông Minh Tuệ ra đó, thì cái gọi là tăng đoàn hạnh đầu đà này đó, thì có bao nhiêu người ạ? Có 150 người không? Có 200 người không? Đây là cái chi tiết vô lý thứ ba. Thứ tư, thưa quý vị, ông này nói một số người thì bị trói, bị còng tay. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là có người bị trói, có người bị còng, đúng không ạ? Thưa rằng cơ quan công an của một tỉnh không thể thiếu còng tay đến mức phải trói tay. Còng tay thì tôi nghĩ rằng không thiếu rồi ạ. Không thiếu đến mức là coi như phải trói tay người. Đây là cái chi tiết là không thật. Nó vô lý. Thứ tư, thứ năm đó, nên nhớ rằng những người mặc đồ tu đi theo ông Minh Tuệ, những người mặc đồ tu đó, tôi nói những người mặc đồ tu chứ tôi không nói họ là những người tu. Họ mặc đồ tu đi theo ông Minh Tuệ chứ không phải ông Minh Tuệ đi theo những người này, đi theo họ, đúng không ạ? Cái người mà người dân ngưỡng mộ đó, tôi nói chung là người ta ngưỡng mộ đi, người mà người ta ngưỡng mộ, người ta yêu thương, người ta tung hô là ông Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ, chứ không phải là những người đi theo ông Minh Tuệ. Đó, cái người mà người ta ngưỡng mộ, người ta yêu thương, người ta tung hô là ông Minh Tuệ, chứ không phải là những người đi theo ông Minh Tuệ. Bởi vậy cho nên chỉ cần ông Minh Tuệ dừng đi bộ thì những cái người này đó, những người đi theo đó, họ tự rã đám, ai về nhà nấy thôi, ở đâu thì về đó. Những người này chả là gì cả, họ chỉ là cái đám người ăn theo, là những kẻ mà tôi nghĩ rằng tôi nói không quá đâu ạ, là những kẻ đã góp phần làm hại, cản trở cái con đường tu học của ông Minh Tuệ. Dĩ nhiên ở đây tôi nói là góp phần, mà góp phần phần chính đấy, thưa quý vị, cản trở con đường tu học của ông Minh Tuệ. Vì vậy tôi cho rằng lời nói của người này là những lời dối trá, nó không thật, vô lý. Thứ sáu,
Đài Á Châu Tự Do RFA. Như lâu nay á, là chúng ta đã biết rồi, đây là cái loa chống cộng rất cực đoan, thưa quý vị. Và ông này, cái ông mà trong đoàn đi của ông Minh Tuệ đó, nói trên đài RFA những cái điều mà như tôi đã phân tích ở trên đó, những cái điều không thể tin được. Vậy thì con người này là ai? Ông ta tu thật hay ông ta là ma tăng cản trở cái con đường tu hành của Thích Minh Tuệ? Hay ông ta giả tu để chống phá chế độ, chống phá chính quyền? Diễn đàn 26 mong muốn quý vị khán giả hãy nhận diện cho rõ. Khi nhận diện rõ rồi đó, thì hãy loại trừ những cái kẻ xàm tăng ra khỏi đời sống tôn giáo. Đừng để chống sống bám vào cái niềm tin tôn giáo mà có hại cho nước, cho dân. Thế đó là cái quan điểm, là cái góc nhìn của diễn đàn 26 về cái câu chuyện này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và đã đồng hành cùng với 26 trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình xin tạm dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.